Hello, xin chào tất cả quý anh chị, cô bác là khách hàng của em từ trước đến nay. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Thì em có một gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các quý anh chị và bạn bè sang năm mới an lành, hạnh phúc. Mọi việc trong công việc cũng như cuộc sống là luôn thuận lợi. Đấy, hôm nay em lên một em mở màn đầu xuân năm mới. Thì hôm nay em có một sản phẩm là một cụ di lạc bằng gốm Cutani, chuyện mộc đầy đủ. Chiều cao của em này là cao 61 của Cutani. Bây giờ mặt thế đây, bây giờ em sẽ quay cho mọi người xung quanh ngã, xong lát nữa em sẽ cho mọi người xem dấu. Hôm nay em lên một cụ di lạc này để cho mọi người đầu xuân năm mới thì sẽ được may mắn, lộc lá tiền tài vào đầy nhà. Đấy, mọi người đấy, cụ di lạc họa tiết vẽ bằng tay, nổi khối vẽ vàng. Đây vẽ vàng mọi người nhá, khảm vàng hết. Cụ di lạc này thì xua tan đi sự mệt mỏi trong công việc. Như ở trong công việc mà mọi người đi làm về, trong công việc mệt mỏi mà có ông di lạc để ở nhà nhìn vào nụ cười của Phật Di Lạc thì sẽ xua tan đi mọi mệt mỏi ưu phiền trong công việc. Và là mang lại sự may mắn, tiền tài cho gia chủ. Đấy, đây là cụ di lạc. Chiều cao của cụ này là để em xin phép em được đo lại. Chiều cao của cụ di lạc này là cao, đây mọi người, cao khoảng 62 mọi người nhé. Cao 61, cao 61. Chiều cao là cao 61. Em đo bằng bụng của cụ em nào. Hy vọng hôm nay mà ngày đầu năm 2021, chiều bụng của cụ là vòng đường kính của nó là 95 mọi người nhé, 95. Đấy, hy vọng là hôm nay là ngày đầu đầu tháng ngày mùng 1 2021 thì sẽ có anh chị nào mà chốt được em chốt được cụ này về thì là sẽ mang may mắn cả năm luôn mọi người nhé. Đấy, bây giờ em sẽ cho mọi người xem cái chuyện của nó. Nó nặng quá. Đấy, đây chuyện nó là chuyện Cutani nhé mọi người nhé. Em này thì là nó có một chút lỗi, nhưng mà nó có lỗi rồi nhưng em vẫn lấy. Thì thực ra là nó một cái gốm to như này mà nó ở dưới chân nó thì không thể tránh được mọi người. Đây nó có một chút nứt ở đây và đây nữa, nó có nứt một chút thôi nhưng mà nói chung là không đáng kể gì mọi người ạ. Đấy, nói chung là nó ở dưới chân thì là không đáng kể gì. Em biết là nó bị lỗi nhưng em vẫn cứ lấy về thôi mọi người ạ. Chứ thực ra là nó to nó nặng này thì khi người ta nặn đất, người ta cho vào nung nấu, nó sẽ có sự co ngót của gốm nên là cũng không tránh được mọi người ạ. Em xin phép mọi người là em ngồi xuống để em quay lại một lượt nữa cho mọi người xem. À, em có quay được cái mặt gì ấy mọi người. Như cụ di lạc này còn rất là mới luôn mọi người. Như cái này thì là khá là lâu tuổi rồi. Bây giờ người Nhật người ta sử dụng đồ của người ta rất cẩn thận. Đấy, còn rất là đẹp luôn, dầu riêu. Nói chung là cái này thì là nếu mà để bộ độ phai màu của cái này thì không có một chút gì là phai màu cả. Kể từ cái quạt này, màu mè vẫn còn nguyên nguyên bản luôn mọi người ạ. Ui, khá là đẹp luôn, bụng to. Đấy, có cái ti nữa mọi người. Đấy, xin phép chị em phụ nữ đừng cười mình nhá. Ai có cái ti, sờ tí đầu ti cái. Em mọi người đừng cười nhá. Đấy, em thì bán hàng thì thỉnh thoảng em cứ hay tếu tếu lên cho mọi người vui. Nếu mà mọi người xem video mà có cái gì mà không phải thì mọi người hết sức thông cảm cho em nhé. Nhất là các chú các bác thì nhiều tuổi rồi thì cứ thông cảm cho các con các cháu vậy. Hay em quay đằng sau lưng cho mọi người xem.
Cụ Di Lặc này thì nói chung là nó phải được điểm 10 luôn đấy mọi người. Điểm 10 cũng phải được điểm 9 luôn. Còn ở dưới chân nó có những cái vết nứt ở dưới chân này, nó to này, nó vết nứt thì nó không ảnh hưởng gì đâu mọi người. Mọi người xem video của em, nếu mà ai mà kết mà muốn dinh em này về nhà để đón lộc năm mới 2021 thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ một cụ Di Lặc mà chiều cao của nó lên đến 61 này thực ra rất là khó kiếm mọi người. Không phải là dễ kiếm đâu, phải may mắn mới gặp được cụ như này. Ôi chết rồi, mình không để ý chỗ bụng này nó có nứt rồi. Anh em quay chỗ này, bụng bụng này nó có một chút nứt ở đây mất rồi. Ôi mọi người, em không để ý cho nó ở bụng này, hôm nay em mới kiểm tra ở bụng này có một vết nứt ở đây mất rồi mọi người ạ. Đấy, hơi hơi đáng tiếc rồi mọi người ạ. Ôi mọi người, em đây là cụ Di Lặc, nếu mà ai mà muốn mua em này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Thôi em xin chào tất cả mọi người nhá.